kênh ký ức chiến tranh trân trọng gửi tới quý vị và các bạn hồi ký chiến tranh với nhan đề tây nguyên dấu ấn một thời tác giả thiếu tướng hồ đệ nhà xuất bản quân đội nhân dân năm xuất bản 2005 sau đây mời các bạn cùng nghe tập thứ ba đánh buôn ma thuột trong đêm 9 tháng 3 năm 1975 tham mưu chiến dịch thông báo trận đánh và thị xã Buôn Ma Thuột sẽ tiến hành đúng kế hoạch. Chúng tôi cũng nhận thức được nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo, nên sáng 10 tháng 3 sau khi chấm dứt trận đánh Đức Lập, sư đoàn đã ra lệnh sẵn sàng hành quân, để lại trung đoàn 28 theo lệnh trên làm dự bi chiến dịch ở hướng Đức Lập. 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3 năm 1975, sư đoàn bắt liên lạc được với lực lượng vận tải đoàn 559, lập tức ra lệnh cho bộ đội hành quân theo trục đường giã chiến 11 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1975 đã có mặt ở bắc thị xã Buôn Ma Thuột cách 12 km. Sư đoàn đã kết hợp được lực lượng hai hướng và một mới chỉ huy. Lúc này trận quyết chiến chủ yếu của chiến dịch đã bắt đầu từ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975. Lực lượng của sư đoàn đánh trên hướng thị xã Buôn Ma Thuột gồm trung đoàn 24, một tiểu đoàn pháo binh sư đoàn và được trên giao sư đoàn chỉ huy cả trung đoàn 95B do đồng chí quốc biên sư đoàn phó phụ trách. Đồng chí Quốc biên nguyên giám đốc trường quân chính mặt trận, được điều về làm sư đoàn phó tháng 2 năm 1975. Đồng chí Quốc biên liền cho tôi biết tình hình đã diễn biến chiến đấu và nói rõ chiến dịch đang giao nhiệm vụ dùng lực lượng đánh Trư Nga và đánh căn cứ hậu cứ Trung đoàn 45. Tôi liền trực tiếp xuống Trung đoàn 24. Ban chỉ huy Trung đoàn 24 đã báo cáo cho tôi biết trận đánh thọc sâu vào sở chỉ huy số 23 như sau. Trung đoàn tổ chức mũi thọc sâu gồm tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 và tiểu đoàn thiếu xe tăng, thiết giáp của Trung đoàn 273, 16 xe tăng T-54 và xe bọc thép K-63, một tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, hai khẩu 12 ly 7 cùng trinh sát, công binh trung đoàn, sư đoàn, do đồng chí Trương Văn Việt Trung đoàn phó chỉ huy. 3 giờ sáng ngày 10 tháng 3, sau khi pháo binh, đê rét, súng cối bắn, thì xe tăng tăng cường cho trung đoàn mở hết tốc lực, quật ngã cây đã cưa sẵn, theo chỉ dẫn vào tuyến triển khai. 7 giờ 30 phút khi pháo binh chiến dịch ban dồn dập thì xe tăng tiến vào vị trí dừng bắn, yểm hộ cho bộ đội mở cửa. Đánh bật được 4 lớp rào thì bộ đội ảo lên chiếm được khu vận tải, rồi thọc sâu vào khu kỹ thuật. Địch đánh trả quyết liệt, ta chiếm được khu truyền tin, đánh tiếp vào nhà tên tiểu đoàn trưởng, lại tưởng nhầm đó là chỉ huy sở sư đoàn 23. Địch ném bom, cao xạ ta bắn trả. Đến 13 giờ 30 phút ta làm chủ cả khu gia binh, nhưng ta cũng bị tổn thất lớn. 60 đồng chí bị thương vong, trong đó có cả đồng chí Quách. Tiểu đoàn trưởng nên phải tạm dừng để củng cố lại bộ đội, địch cho xe tăng phản kích bị xe tăng ta đánh trả, diệt nhiều tên và bắt một số. Qua khai thác tù binh ta biết chỉ huy sở sư đoàn 23 còn cách 1 km nên ngay trong đêm 10 tháng 3, Trung đoàn Phó Trương Văn Việt cùng cán bộ lên xem xét và lập phương án tác chiến, cùng cán bộ tham mưu mặt trận xuống bàn bạc. Đúng 5 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 3 sau khi pháo binh chiến dịch bắn dồn dập, Bộ đội lên mở cửa rồi vượt lên đánh chiếm được khu liên đoàn bảo an, khu kiến tạo và khu chiến tranh tâm lý. Lúc đó mới thấy biển đề bộ tham mưu, thế là xe tăng thiết giáp của ta dẫn đầu bộ binh xông vào đánh chiếm. Địch dùng xe tăng ra bịt cửa bị ta bắn cháy hai chiếc, cuối cùng bằng lưỡi lê, bắn súng đánh địch, bộ đội ta giành giật từng lô cốt ụ súng mới chiếm được mục tiêu sở chỉ huy sư đoàn 23 cùng lúc có sự phối hợp với đại đội 7 và xe tăng của trung đoàn 95B đánh đến vào bộ phận trung đoàn 174 sư đoàn 316 vào tới nơi. Địch ở hướng đường 129 có 8 xe tăng đến phản kích cũng bị ta đánh bại. Tỉnh trưởng Đắk Lắc Nguyễn Trọng Luật cùng 12 sĩ quan tháo chạy bị bắt. Tư lệnh phó sư đoàn 23 Vũ Thế Quang bị các chiến sĩ trung đoàn 174 túm cổ ở Buôn A Lê. Đến 10 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1975 lá cờ quyết thắng được cắm lên nóc nhà sở chỉ huy sư 23. Nghe qua báo cáo, tôi thấy cuộc chiến đấu thọc sâu vào thị xã, thành phố rất phức tạp. Hầu như các đơn vị trong sư đoàn chưa có lần nào phải đánh như lần này. Địch thì bố trí sẵn dày đặc xe tăng thiết giáp trong công sự, hỏa lực pháo binh và phi cơ bắn yểm hộ, mục tiêu địch liên tiếp nhiều khu vực, mà ta lại đánh trong hành tiến tiến công không được trinh sát nghiên cứu mục tiêu trước. Vừa phát triển tiến công, vừa xác định mục tiêu đánh đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ cán bộ chỉ huy sông Sáo đi sát dẫn đầu, Phân đội nhỏ độc đảng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với xe tăng thiết giáp đi trong đội hình, ta mới thắng được. Xe tăng thiết giáp cặp đôi đi trong đội hình là một kinh nghiệm hay, cần vận dụng về sau. Tôi nói luôn, Trung đoàn 24 cần tổ chức rút kinh nghiệm ngay để phổ biến cho các đơn vị trong sư đoàn. Theo báo cáo của Trung đoàn, như vậy là mũi thọc sâu của Trung đoàn 24 đã diệt được 297 tên địch, bắt 157 tên, thu 2.000 súng các loại, 402 xe ô tô. 100 xe Honda, cùng nhiều thứ khác, ta bị thương vong gần 70 đồng chí. Trung đoàn 95B phối thuộc cho Sư đoàn 10 là đơn vị thuộc Sư đoàn 325 của Quân đoàn 2. Theo kế hoạch thì Trung đoàn có nhiệm vụ đánh từ hướng Đông Bắc vào chiếm chỉ huy sở tiểu khu Đắk Lắc, trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột. Làm việc với đồng chí tụ trung đoàn trưởng và đồng chí thọ chính ủy trung đoàn, hai đồng chí đã cho chúng tôi biết tình hình chiến đấu như sau. 17 giờ ngày 9 tháng 3 năm 1975 trung đoàn được lệnh xuất phát và chiếm lĩnh. Do chưa quen biết địa hình và trời đã tối, phải tìm mãi mới tới được trục đường 14, nhưng đến 0 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1975 trung đoàn chiếm lĩnh xong. Riêng đại đội súng cối 120 ly thì bộ phận đạn đi lạc đường. Trong tình trạng không liên lạc được với sư đoàn, chỗ đồng chí Quốc Biên, nhưng gặp được bộ đội đặc công 198 và họ cho biết đã bám được sân bay Buôn Ma Thuột. Đến 1 giờ 55 phút đặt công đánh chiếm được sân bay. Lúc 2 giờ sáng, địch báo động, điện vụt tắt, máy bay vụt bay lên bị bắn rơi một chiếc. Sau khi hỏa lực pháo binh chiến dịch bắn dồn dập, tiểu đoàn 5 của trung đoàn đột phá chiếm ngã 6, bị địch kết hợp xe tăng vào bộ binh phản kích, thương vong nhiều đồng chí, buộc tiểu đoàn 5 phải lùi lại 300m giải quyết hậu quả. Trung đoàn liền điều tiểu đoàn 4 và xe tăng thiết giáp 8 chiếc từ phía sau lên tiến công, trận đánh xảy ra rất quyết liệt. Cuối cùng xe tăng ta và bộ binh áp đảo được địch, bắn cháy ba xe tăng, địch phải bỏ chạy. Thừa thắng, ta dùng xe tăng thiết giáp kết hợp bộ binh đánh thẳng và chỉ huy sở tiểu khu. Đột phá lần một không thành công, đột phá lần hai cũng bị xe tăng thiết giáp của địch trong công sự đánh trả quyết liệt, ta phải bật trở lại. Tiểu đoàn 4 lập tức tổ chức bộ phận B-40, B-41 tiến lên trước đội hình, nhằm vào các hòa điểm xe tăng địch trong công sự để bắn, diệt được ba hòa điểm xe tăng lợi hại nhất phá hủy được song tuyến chướng ngại vật. Bộ đội ta ảo lên tiến công. Đến 16 giờ 30 phút ta hoàn toàn làm chủ, đánh chiếm xong chỉ huy sở tiểu khu xác địch nằm ngổn ngang, bộ đội ta liền phát triển đánh khu cảnh sát. Cùng thời gian đó, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 5 lên chiếm và bám trụ giữ chặt ngã 6. Địch nhiều lần phản kích đều bị ta đánh bật trở lại. Sáng 11 tháng 3 năm 1975, căn cứ và mệnh lệnh của sư đoàn, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 5 dùng đại đội 7 cùng 2 xe tăng và 2K63 do tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Bùi Công Nghĩa trực tiếp chỉ huy tiến sang hướng chỉ huy sở sư đoàn 23 phối hợp cùng tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 chiếm chỉ huy sở sư đoàn 23. Cùng sáng hôm đó, ta đánh chiếm khu nhà Lào. Riêng tiểu đoàn 6 của trung đoàn do sư đoàn điều động. Nghe qua báo cáo của trung đoàn 95B chúng tôi nhận thấy, đây là một trung đoàn đánh giỏi. Chiến trường mới lạ, đơn vị ở xa mới điều động đến đường xá không biết, mục tiêu không rõ, phải vào chiến đấu ngay. Nhờ cán bộ chỉ huy nhanh nhạy, sắc bén và sáng tạo, bộ đội dũng cảm chiến đấu, tích cực chấp hành mệnh lệnh, nên trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất xuất sắc. Một lần nữa tôi rút ra thêm kinh nghiệm khi đánh thọc sâu vào thị xã. Trước hết muốn đánh vào thị xã, thành phố phải vận dụng cách đánh hiệp đồng binh chủng. Việc đánh chiếm ngã 6, trung đoàn 95B lúc đầu dùng tiểu đoàn 5 bộ binh, còn xe tăng vẫn để lại phía sau đến lúc tiểu đoàn 5 bị địch đánh bật trở lại mới sử dụng tiểu đoàn 4 kết hợp cùng xe tăng, thiết giáp là do trung đoàn chưa có kinh nghiệm. Việc đánh chiến chỉ huy sở tiểu khu Đắk Lắc không những kết hợp được với xe tăng, thiết giáp, trung đoàn còn tận dụng bộ binh dùng B-40, B-41 để diệt hỏa điểm xe tăng trong công sự địch là một thành công. Rõ ràng bài học kinh nghiệm đánh thọc sâu vào thị xã, thành phố là phải giỏi tác chiến hiệp đồng binh chủng, xe tăng thiết giáp đi trong đội hình bộ binh có pháo binh, cao xạ yểm trợ phải tạo được sự kết hợp lẫn nhau cả hòa lực, bộ binh trong quá trình chiến đấu thì kết quả mới đạt được theo mong muốn. Trong ngày 11 tháng 3 năm 1975, Phòng Tham mưu Chiến dịch cũng đã thông báo cho Sư đoàn biết, Sư đoàn 316 đã đánh chiếm xong các mục tiêu được phân công trên cả ba hướng Bắc, Tây Bắc và phía Nam thị xã. Hầu hết các mục tiêu chủ yếu đều bị ta tiêu diệt. Nhưng còn những điểm chốt lẻ của bảo an dân vệ, những công sở và các bốt các làng công giáo có bọn phòng vệ dân sự, cùng bọn địch còn ẩn nấp nhiều trong thị xã. Lúc đó, chúng tôi cũng ý thức được nhiệm vụ của sư đoàn không phải làm dự bị đột phá vào buôn ma thuột nữa, mà kế chính là sẵn sàng đề phòng tình huống bất ngờ địch dùng quân đến phản kích. Bộ tư lệnh sư đoàn liền lập tức họp bàn và quyết định. Chỉ thị cho trung đoàn 95B tiếp tục tổ chức lực lượng truy quét tiếp bọn địch trong thị xã theo phạm vi chiến dịch phân công phân công đồng chí quốc biên sư đoàn phó tiếp tục theo dõi trung đoàn 95B làm nhiệm vụ, đồng thời trực tiếp phối hợp với trung đoàn 66 để sẵn sàng khi có lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch thì giúp trung đoàn 66 hoàn thành nhiệm vụ. Trung đoàn 66 lúc này đang có quyết định của Bộ Tư lệnh Chiến dịch làm dự bị của chiến dịch. Chỉ thị cho trung đoàn 20 bướng nhanh chóng sốc lại đội hình trước mắt đánh chiếm ngay căn cứ hậu cứ trung đoàn 45 ở đông bắc thị xã. Không cho địch dựa vào đó làm bàn đạp phản đột kích. Tình trạng lúc này cũng là một khó khăn cho trung đoàn 24 vì tiểu đoàn 5 theo lệnh trên đang vây đánh cứ điểm Trư Nga, tiểu đoàn 4 đang truy quét địch ở khu vực chỉ huy sở sư đoàn 23. Lực lượng chỉ còn tiểu đoàn 6 và đại đội 7 của tiểu đoàn 5, nên sư đoàn phải tăng cường cho trung đoàn 24 tiểu đoàn 6 trung đoàn 95B, đại đội xe tăng thiết giáp 8 chiếc, tiểu đoàn phòng không, hai đại đội liệu pháo 122 ly, hai dàn hỏa tiến H12 căn cứ hậu cứ trung đoàn 45 sư đoàn 23 nằm ở ngã ba đường 21A và 21B cách thị xã Buôn Ma Thuột 3 km về phía đông. Địa hình xung quanh căn cứ tương đối bằng phẳng. Diện tích gần 2 km vuông được chia làm 4 khu, sở chỉ huy trung đoàn 45 cùng tiểu đoàn 1, 2, 3 ở phía bắc, trận địa pháo, bãi xe cơ giới ở giữa, trường huấn luyện hạ sĩ quan ở phía nam, hậu cứ tiểu đoàn công binh 23 ở phía đông. Ngoài ra phía đông bắc còn có khu gia đình sĩ quan Ngụy. Vũ khí trang bị khá nhiều, 12 pháo 155 ly và 105 ly, 5 xe M41 và M113 thiết giáp, 29 súng cối các loại cùng hàng ngàn súng chống tăng, đại, tiểu liên và M79, 200 xe ô tô, nhiều kho tàng quân dụng và đạn pháo các cỡ. Bọn địch trong căn cứ rất hỗn hợp, có cả bọn lính ở thị xã chạy về đấy. Đêm 11 tháng 3 năm 1975 Trung đoàn 24 cho bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa. Đến 4 giờ 30 phút sáng 12 tháng 3, tất cả các lực lượng bộ binh, binh chủng tăng cường đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. 5 giờ sáng ngày 12 tháng 3, hỏa lực pháo binh của sư đoàn và trung đoàn dồn dập bắn. Địch dùng đạn hóa học tạo thành màn khói trùm lên toàn bộ khu vực căn cứ. Máy bay địch đến ném bom, trận địa pháo phòng không của ta lập tức đánh trả. Qua đài trinh sát kỹ thuật, ta được biết bọn địch trong căn cứ được lệnh cố thủ, chờ viện binh trên hướng chủ yếu Tây Bắc do tiểu đoàn 6 trung đoàn 24 đảm nhiệm bộ binh và xe tăng đánh chiếm được đầu cầu và chia làm hai mũi đánh vào trận địa pháo và trung tâm huấn luyện. Bộ binh địch cùng hai xe tăng thiết giáp M113 và M41 xông ra cản đường bị ta bắn cháy M41, chúng vội tháo chạy. Chiến sĩ Thành liền dùng một phát đạn B41 diệt luôn xe M113. Hàng chục xác chết của bọn địch nằm la liệt trên trận địa. Trong khói lửa mịt mù, các chiến sĩ tổ công binh đại đội 1, bất ngờ tập kích diệt được chốt địch giữ cầu phía tây căn cứ, tháo rỡ được bốn quả mìn chống tăng và hàng rào dây thép gai, 15 tên địch chết, thu 10 súng, bộ binh và xe tăng đại đội năm lao lên cửa mở, địch hoảng loạn chạy từ phía tây sang đông. Trong khi hướng chủ yếu phát triển thuận lợi thì mũi thứ yếu của đại đội 11 ở phía bắc bị địch tập trung hỏa lực ngăn chặn quyết liệt, cả đại đội không tiến lên được, 6 chiến sĩ bị thương vòng. Tiểu đoàn phó xoang lập tức tổ chức hỏa lực B-40, B-41, 12 ly 7 và AK bắn dồn dập vào bọn địch trước cửa mở. Bị đánh mạnh, bọn địch ở đây hoảng loạn bỏ chạy. Lập tức bộ đội đại đội 11 đạp rào đánh thẳng vào trận địa địch, hình thành 3 mũi vào chiến trì huy sở trung đoàn 45 và phát triển sang khu vực tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 của địch. Trên hướng Tây Nam do tiểu đoàn 6 trung đoàn 95B phụ trách, tiểu đoàn đã căn cứ vào mệnh lệnh của trung đoàn trưởng Vũ Văn Tài. Trong điểm đưa bộ đội vào chiếm lĩnh giữ được bí mật bất ngờ nên trong quá trình hỏa lực pháo binh ta bắn thì tiểu đoàn đã tổ chức được lực lượng mở song cửa mở. Kết hợp với hướng chủ yếu đánh vào trung tâm huấn luyện từ phía nam liên kết được với lực lượng xe tăng, thiết giáp từ phía tây bắc đánh đến. Đến 8 giờ 30 phút làm chủ hoàn toàn trường sĩ quan phía nam và khu hậu cứ của tiểu đoàn công binh 23 ở phía đông. Thế là sau đó lực lượng ta phát triển chiếm nốt khu gia binh và những nơi còn lại. Qua khai thác tù binh, ta phát hiện được địch có hầm ngầm bộ đội ta liền dùng mìn chống tăng và bộc phá đánh sập, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 25 đến 30 tên địch, trong đó có tên trung tá chỉ huy trưởng hậu cứ 45 và tên tiểu đoàn trưởng pháo binh. Máy bay địch đến anh tạp bị cao xạ ta bắn cháy một chiếc A-37, các chiếc khác liền chuồn thẳng ra phía đông. Bọn địch sống sót chạy khỏi căn cứ khá nhiều, nhưng bị đại đội 7 tiểu đoàn 5 đã đón lõng sắn, bắt gọn một toán địch chạy ra phía đông. 9 giờ 30 phút ta hoàn toàn làm chủ căn cứ hậu cứ trung đoàn 45. Ta tiêu diệt tại chỗ 201 tên địch, bắt 152 tên, phóng thích 96 tên bị thương, phá 3 xe tăng thiết giáp, bắn rơi một máy bay thu 12 pháo, 29 súng cối, 2 xe M113, 241 ô tô, hơn 1.000 súng các loại cùng nhiều quân trang, quân dụng và thực phẩm theo dõi trận đánh của Trung đoàn 24 đánh chiến hậu cứ căn cứ của Trung đoàn 45 ngụy cho đến hồi kết thúc, chỉ huy sư đoàn thấy đây là một bước trưởng thành nữa của Trung đoàn 24. Hậu cứ Trung đoàn 45 ngụy là một căn cứ có công sự vững chắc, diện tích rộng, quân số địch có tới 3.000 tên, bố trí làm nhiều khu vực khá phức tạp, có xe tăng, pháo binh, súng cối và đủ các loại hỏa lực khác, xe cổ và kho tàng nhiều, chia cắt thành cụm một, lại bố trí trong một thế liên hoàn chặt chẽ nhưng trung đoàn đã vận dụng sáng tạo cách đánh bằng cơ động lực lượng hiệp đồng chặt chẽ các binh chủng đánh từ ngoài vào trong dưới sự yểm hộ đắc lực của hỏa lực đã đưa lực lượng áp sát mở cửa đánh chiếm đầu cầu rồi thọc sâu luôn kết hợp chặt chẽ giữa xe tăng và bộ binh đi trong đội hình từ lúc đột phá mở cửa đến thọc sâu vào trong vừa đánh bên trong vừa đón lõng bên ngoài thành công rõ ràng đó là bước phát triển mới trong tác chiến hiệp đồng binh chủng đánh nhanh diệt gọn của trung đoàn tiêu diệt được căn cứ hậu cứ trung đoàn 45 tức là ta đã giải quyết được một địa bàn quan trọng mà địch có thể dựa bám vào đó để luồn lực lượng cơ động đến tiến hành phản đột kích chiếm lại thị xã Buôn Ma Thuột. Trưa ngày 11 tháng 3 năm 1975, địch đã dùng máy bay đánh phá và đổ thám báo biệt kích xuống Buôn Hồ và phía đường 21 Đông Buôn Ma Thuột. Đến ngày 12 tháng 3, hơn 100 lần chiếc máy bay ném bom dọn bãi, rồi 145 lần chiếc trực thăng đổ quân chủ yếu vào khu vực cao điểm 581 cách thị xã khoảng 5 km. Trong kế hoạch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch cũng đã dự kiến địch có thể phản đột kích chủ yếu là phía đông và đông bắc thị xã. Ngoài lực lượng sư đoàn 23, không loại trừ địch có thể địch sẽ đưa quân tổng dự bị đến. Do đó Bộ Tư lệnh ra lệnh cho sư đoàn 10 diệt căn cứ hộ cứ 45 và sư đoàn 316 đánh diệt căn cứ trung đoàn 53 ở phía đông sân bay Hòa Bình. Vấn đề hơi băn khoăn trong tôi lúc này là tác chiến hiệp đồng binh chủng mà phương thức chỉ huy chiến dịch lại không coi trọng sử dụng tập trung sức mạnh của từng binh đoàn chiến dịch. Hầu như chiến dịch sẽ lẻ các sư đoàn để chỉ huy trực tiếp các trung đoàn bộ binh và các binh chủng. Lực lượng sư đoàn 10 thì rất phân tán vì trung đoàn 28 đang dự bị cho hướng Đức lập, trung đoàn 66 thì làm dự bị cho chiến dịch ở hướng Bắc Tị xã, theo lệnh chiến dịch. Tôi tìm hiểu sư đoàn 316 cũng tình trạng phân tán. Đồng chí sư đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy đi cùng trung đoàn 149 xuống phía Nam, đồng chí sư đoàn phó Hải Bằng đi cùng trung đoàn 174 ở hướng Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Thôi sư đoàn phó đi cùng trung đoàn 148 ở hướng Bắc. Mỗi trung đoàn đánh ở mỗi hướng khác xa nhau, không có sự chỉ huy tập trung. Phải chăng đây là một nhược điểm trong chỉ huy chiến dịch? Một lối chỉ huy vượt cấp không đáng có khi chiến dịch trực tiếp với từng hướng trung đoàn. Giờ đây hướng phản đột kích của địch đã xuất hiện cũng trở thành một khó khăn vì lực lượng ta bị phân tán. Sư đoàn liền đề nghị với Bộ Tư lệnh Chiến dịch cho Trung đoàn 28 đang dự bị ở hướng Đức Lập về ngay đội hình Sư đoàn, cho Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 66 đến phối thuộc với Trung đoàn 24, đồng thời ra lệnh cho Trung đoàn 24 di chuyển đội hình lên bám địch và lập phương án tác chiến. Pháo binh và cao xạ của Sư đoàn triển khai trận địa chuẩn bị phần tử bắn. Xe tăng thiết giáp tiếp tục tăng cường cho Trung đoàn 24. Chiều 12 tháng 4, tiểu đoàn 4 về kịp. Như vậy là trong tay trung đoàn 24 đã có tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6, còn tiểu đoàn 5 đang đánh Trư Nga. Trung đoàn đã nhanh chóng ổn định được tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 trong hoàn cảnh rất gấp rút. Tình thế thật khẩn trương. Tôi nắm lại tình hình đến ngày 12 tháng 3 năm 1975, qua 4 ngày chiến đấu sư đoàn hy sinh 27, bị thương 158, lực lượng phối thuộc hy sinh 54, bị thương 181, trong đó trung đoàn 95B hy sinh 50 bị thương 169, tổng cộng hy sinh 81, bị thương 339. Tiêu diệt sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân 21 phản đột kích. Trận đánh xảy ra trong khu vực cao điểm 581 đến Phước An, cách thị xã Buôn Ma Thuột trên 5 km. Địa hình đồi núi, phần lớn là ấp vườn cà phê, xen lẫn những lùm cây gai góc, không có đường xe cơ giới, trừ đường 21 Buôn Ma Thuột đi nhà chàng. Trước đây địch đã lập khu vực này thành nông trại. Trong lúc địch đổ quân liên tục bằng trực thăng xuống cao điểm 581 và cả khu vực nông trại Phước An đến ngã ba đường 21, máy bay địch ném bom khắp nơi, thì trung đoàn 24 của ta bí mật áp sát mục tiêu, pháo binh, cao xạ của sư đoàn cũng triển khai lên sát và bố trí xong trận địa, đồng thời lực lượng cao xạ ta cũng đã đánh trả quyết liệt đối với máy bay địch. Đúng 7 giờ 7 phút sáng 13 tháng 4, Pháo binh sư đoàn cùng hỏa lực của trung đoàn 24 bắn phá mãnh liệt vào mục tiêu từ cao điểm 581 ra đường 21. Xe tăng ta liền xuất kích, tiến lên dẫn đầu tiểu đoàn 6 bộ binh xông thẳng vào trận địa, ngay từ phút đầu đã chiếm được tuyến một ở cao điểm 581, bộ binh và xe tăng phân ra đánh nhiều hướng, địch trở nên rối loạn. Đại đội 9 và hai xe tăng tiêu diệt được một đại đội địch ở phía tây cao điểm, rồi đánh thẳng vào chỉ huy sở tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 cùng lúc đại đội 10 tiêu diệt được một đại đội khác ở phía tây nam, đại đội 11 đánh chiếm được trận địa pháo binh. Tất cả các hướng ép lại tiêu diệt hết toán địch này đến toán địch khác. Một bộ phận địch chạy về hướng đông cao điểm liền bị tiểu đoàn 4 của ta đón lõng sắn, tiêu diệt hết. Như vậy là tiểu đoàn 2 trung đoàn 45 ngụy gia quân với quân số gần 400 tên đã bị ta tiêu diệt và bắt sống hoàn toàn. Liên đoàn biệt động quân ở trục đường 21 liền bỏ chạy. Trung đoàn 24 lập tức bám theo. Sở chỉ huy sư đoàn cùng pháo binh, cao xạ đều khẩn trương chuyển đội hình lên phía trước. Trung đoàn 45 ngụy gia quân không có xe tăng, thiết giáp và số lượng pháo binh có hạn, nên bộ phận đi đầu của trung đoàn này là tiểu đoàn hai bị tan vỡ nhanh chóng. Nhưng lúc này căn cứ hậu cứ của trung đoàn 53 của sư đoàn 23 ở đông sân bay hòa bình cách thị xã 3 km do trung đoàn 149 sư đoàn 316 đánh, chưa dứt điểm được nên địch còn hy vọng dựa vào tuyến cầu số 2 và nông trại Phước An để luồn lách bám vào căn cứ trung đoàn 53 tiếp tục lên phản kích. Tuyến địch bố trí cách thị xã Buôn Ma Thuột chừng 15 km. Lúc này, bộ Tư lệnh Chiến dịch tăng cường sư đoàn pháo binh và toàn bộ trung đoàn 234 cao xả. qua điện thoại hữu tuyến của Chiến dịch theo sát sư đoàn, đồng chí Nguyễn Năng, Phó Tư lệnh Chiến dịch hỏi tôi địa điểm sở chỉ huy sư đoàn đang ở đâu. Tôi trả lời sở chỉ huy sư đoàn tôi đang ở bãi chuối rừng, cách cầu số 2.500 m về phía tây bắc, vệ binh sư đoàn chưa kịp làm công sự ẩn nấp, nên anh đừng xuống vội. Đồng chí Nguyễn Năng nói có phần gay gắt. Tôi không xuống thì làm sao góp được ý kiến để các anh đánh tiếp. Thế là sau đó chiếc xe thiết giáp đã đưa đồng chí Năng tới. Cùng lúc Trung đoàn 28 đã vượt qua thị xã Buôn Ma Thuột về với sư đoàn, tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 đã đánh dứt điểm Trư Nga, về tập trung với Trung đoàn. Tôi lập tức trình bày với đồng chí Nguyễn Năng ý định hành động và được đồng chí nhất trí. Dùng trung đoàn 24, thiếu, gồm tiểu đoàn 4 và 5 vòng phía Tây Nam để đánh vào Phước An. Còn tiểu đoàn 6 kết hợp xe tăng đánh theo trục đường 21 tiêu diệt địch ở khu nông trại và ở đường 21 đến ngã ba đi quận lỵ. Còn trung đoàn 28 hình thành một mũi vòng bọc phía Bắc và Đông Bắc quận lỵ để diệt gọn địch ở Phước An. Trong đêm, đồng chí Nguyễn Năng trở về ngay chỉ huy sở chiến dịch đúng 7 giờ 15 phút sáng, pháo binh của sư đoàn dồn dập bắn, địch điên cuồng dùng máy bay oanh tạc, bị cao xạ của ta đánh trả quyết liệt, bắn rơi một máy bay địch, tên phi công phải đền mạng. Hai máy bay AD-6 bị ta bắn trúng, vội vàng chuồn thẳng. Quá trình trung đoàn 24, thiếu, luồn rừng vất vả, chỉ huy đi trước bộ đội bám theo, mãi tới hơn 8 giờ sáng, tiểu đoàn 4 mới bám được phía trước, còn tiểu đoàn 5 không theo kịp đội hình. Lúc hướng đường 21, Tiểu đoàn 6 và xe tăng đã đánh thẳng được vào khu vực nông trại, trận đánh ở đây rất quyết liệt. Qua theo dõi tôi thấy khu vực nông trại là nơi bố trí chủ yếu của trung đoàn 45, nên tôi ra lệnh cho tiểu đoàn 5 chuyển hướng bám ngay tiểu đoàn 6 đánh thẳng theo trục đường 21. Giải quyết xong khu vực địch ở nông trại, qua trinh sát xác minh cụ thể thì chỉ huy trung đoàn 45 đã bị tiêu diệt. Phát triển theo trục đường 21, tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 5 đã diệt được bọn địch trên trục đường rồi cùng xe tăng thiết giáp chiếm được ngã ba đường 21. Đánh vòng sang phải theo trục đường đi Phước An 1 km, gặp địch chống cự, bộ đội ta cùng xe tăng phải đột phá nhiều lần, đánh giáp lá cả bằng lưỡi lê, bán súng mới chiếm được mục tiêu. Hóa ra đây là quận lị mới của địch. Quá trình theo dõi tin kỹ thuật, tôi được biết tên sư đoàn trưởng sư đoàn 23 Lê Trung Trường dùng máy bộ đàm, nghe báo cáo của tên tham mưu trưởng, nó hỏi đơn vị nào đang tiến công. Tên tham mưu trưởng trả lời, sư đoàn 10 Việt Cộng. Lập tức tên sư đoàn trưởng dập máy xuống, không thấy nó nói nữa. Tôi thầm nghĩ có lẽ ở quận lỵ mới là chỉ huy sở phía trước của sư đoàn 23. Khi cánh quân trung đoàn 24, thiếu, tiếp cận được Phước An, tiểu đoàn 4 đánh vào quận lỵ cũ. Chỉ còn thấy một đại đội bảo an, chúng đã nhanh chóng đầu hàng. Trung đoàn liền cho tiểu đoàn 4 truy quét và bắt được tên trung đoàn trưởng trung đoàn 53 từ căn cứ 53 phía đông Buôn Ma Thuột chay về qua điện thoại hữu tuyến bám theo trung đoàn 24, thiếu. Đồng chí Vũ Văn Tài, trung đoàn trưởng báo cáo cho tôi biết tình hình. Tôi khẳng định, như vậy là bộ đội đã đánh bại trung đoàn 45 ngụy ở khu vực nông trại và đánh trúng chỉ huy sở phía trước của sư đoàn 23 ở quận lỵ mới cách đường 21 về phía phải 1 km. Vì bản đồ ở chỉ huy sở không còn mảnh nào phù hợp bước tiến quân, tôi đành cùng cán bộ tham mưu đi vào quận lị mới để tìm và xem lại kết quả. Đến nơi, qua khảo sát tù binh đã bị bộ đội ta bắt, chúng cho biết, chiếc trực thăng đang nằm chết ở góc gần quận lỵ là của tên sư đoàn trưởng sư đoàn 23. Máy bay này bị cao xạ ta bắn, bị thương cả người và máy bay, nó phải đổ xuống gấp. Tên sư đoàn trưởng được cứu chữa vội, rồi chiếc máy bay trực thăng khác đến, chở nó đi. Tôi khẳng định rõ ràng, đây là sở chỉ huy sư đoàn 23 đã bị ta đánh. Hóa ra đến trận đánh này, sư đoàn trưởng sư đoàn 23 mới biết sư đoàn 10 của Việt Cộng không còn ở phía tây bắc tỉnh Con Tum nữa. Cuộc chiến đấu chưa kết thúc vì địch vẫn liên tiếp đổ quân xuống theo trục đường 21 đi trừ cúc suốt ngày hôm đó. Qua trinh sát kỹ thuật, ta được biết đó là Trung đoàn 44. Theo kế hoạch của sư đoàn, Trung đoàn 28 có nhiệm vụ đánh vòng phía Bắc Phước An. Nhưng khi tôi gặp đồng chí Nguyễn Đức Cầm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 đang dẫn đầu đơn vị bám theo Trung đoàn 24 ở ngã ba đường 21. Thấy không cần thiết dùng Trung đoàn 28 đánh vòng phía Bắc Phước An nữa, nên tôi ra lệnh trung đoàn 28 chiếm lĩnh trận địa để đánh lên hướng Chư Cúc. Từ ngã ba Phước An đi Chư Cúc, địa hình cao dần, phải qua nhiều suối, hai bên trục đường rừng cây rậm rạp. Bài học dạy cho tôi biết quân phản kích của địch bộc lộ nhiều nhược điểm, không có xe tăng, thiết giáp, số lượng pháo binh cũng ít hơn, binh lính địch rất sợ xe tăng, thiết giáp của ta, nên tôi quyết định phương án đánh chủ yếu theo trục đường. Tôi bàn với trung đoàn 28 dùng tiểu đoàn 3 đi cùng xe tăng thiết giáp đánh trên hướng chủ yếu theo trục đường 21. Động viên tiểu đoàn 2 luồn rừng sang phía Đông Chư Cúc. Tiểu đoàn 1 làm dự bị. Pháo binh của sư đoàn và pháo binh trung đoàn 40 cùng trung đoàn cao xạ 234 bố trí hai bên trục đường. Khó khăn lúc này là các trận địa pháo chỉ kịp bám hai vệ đường, quan sát mục tiêu lại từ thấp lên cao, tôi đành quy định đo phần tử bắn trên bản đồ rồi bắn theo tọa độ. Trận chiến đấu bắt đầu 7 giờ sáng. Pháo binh ta bắn liên tục suốt đường 21 và các mục tiêu ước định. Xe tăng và bộ binh xông lên tiến công đánh ngay vào tuyến bố trí của địch cách ngã ba chừng trên 1 km, giành giật nhau từng chốt trên trục đường. Địch phá cầu, ta lại phải làm đường vòng tránh, nhiều đoạn công binh phải phát quang rừng cho pháo binh cao xạ bám theo, bảo đảm tầm bắn. Sau khi đánh bật được 4 chốt địch trên trục đường, tới chân núi Chư Cúc, bộ đội ta xông lên núi, bị địch đánh bật trở lại, thương vong một số đỉnh núi cao và dốc bộ đội phải truyền leo từng bước, địch bắn súng và thả lựu đạn xuống, ta có bị thương vong. Nhưng cuối cùng bám trụ được một số công sự địch, đội dự bị của tiểu đoàn ba tiến vào đánh thọc sâu, quân ta và quân địch đan xen nhau, đánh giáp lá cà, địch kêu la om sòm rồi tháo chạy. Một số thoát được, luồn ra phía đông, vừa lúc tiểu đoàn 2 đến kịp bắt gọn. Trung đoàn 25 của ta đang chốt giữ trên trục đường 21 phía tây quận Lị Khánh Dương cũng bắt được khá nhiều địch kết thúc trận đánh, ta đã tiêu diệt được lực lượng trung đoàn 44 của sư đoàn 23 Ngụy. Liên đoàn biệt động quân 21 thực tế đã bị ta đánh cùng thời gian ta diệt trung đoàn 45 ở Phước An, tàn quân của nó cũng bị tiêu diệt nốt ở trận này. Thế là trận phản đột kích của sư đoàn 23 Ngụy và liên đoàn biệt động quân 21 đã bị ta đánh bại hoàn toàn. Sư đoàn 23 địch hoàn toàn bị bất ngờ. Bất ngờ lần này với sư đoàn 23 làm cho tôi suy nghĩ đến sự bất ngờ đối với sư đoàn 23 của địch lần trước. Đó là trận đánh của Trung đoàn 66 tiêu diệt chiến đoàn 45 ở Tây Bắc thị xã Con Tum năm 1972 trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Trận đánh đã diễn ra như sau. Trong tình huống chiến dịch ta kết thúc, không dứt điểm được thị xã Con Tơn, phải lần lượt cho rút quân. Hướng Tây Bắc thị xã, sư đoàn 320A của ta rút, chỉ còn để lại trung đoàn 52 sẽ rút cuối cùng. Qua tin kỹ thuật, tôi được biết sư đoàn 23 ngụy có kế hoạch định dùng chiến đoàn 45 ngày 3 tháng 7 sẽ đánh ra hướng Ngọc Bay Tây Bắc Thị Xã để gây thanh thế thắng trận. Hồi đó, tôi là tham mưu trưởng mặt trận cánh đông, do đồng chí Mạnh Quân, tư lệnh, đồng chí Đặng Vũ Hiệp Chính ủy. Cả hai đồng chí đang đi dự họp bàn với tỉnh ủy Con Tum, giao cho tôi trực tiếp công việc ở chỉ huy sở. Tôi liền tính toán kế hoạch cho trung đoàn 52 rút ngay kịp trong đêm 2 tháng 7 năm 1972. Qua điện thoại, tôi nói rõ cho trung đoàn 52 biết để lại một ít vật phẩm, súng hỏng, gạo mốc, dao cùn, quốc gãy làm chiến lợi phẩm lừa địch. Đồng thời tôi lệnh cho Trung đoàn 66 dự bị chiến dịch đang tập kết phía sau, bí mật vòng phía đông để cải thế, với ý định dùng Trung đoàn 66 luôn vào phía sau chiến đoàn 45 để tiêu diệt. Thế là đúng sáng 3 tháng 7, địch ra quân. Theo kế hoạch, chiến đoàn 45 tới Ngọc Bay, không gặp đối thủ, lại thu được chiến lợi phẩm, chúng càng tiến quân nhanh, bám theo vết chân trung đoàn 52 của tà. Tới Hà Mòn Đắc Vắt cách thị xã Con Tum 10 km, cũng là lúc trung đoàn 52 của ta vượt qua sông vừa xong. Địch không ngờ trung đoàn 66 của ta đã bí mật luồn được vào ngọc bay, nơi chúng vừa đi qua. Điện thoại hữu tuyến bám theo. Tôi quy định cho trung đoàn 66 chỉ để lại một bộ phận giữ chốt, còn triển khai bộ đội hình chữ V, cán bộ và trinh sát dẫn đầu, bám vết chân chiến đoàn 45 ngụy gặp đâu cho bộ đội nổ súng đánh làm hiệu lệnh hiệp đồng vây chặt địch mà tiêu diệt. Thế là ngày 4 tháng 7 trận đánh đã diễn ra. Địch hoàn toàn bị bất ngờ với trung đoàn 66 của ta đánh từ phía sau, lâm vào tình trạng rất hỗn loạn, chạy loạn xả theo hướng về thị xã Con Tum. Đội hình địch chùm lên cả đội hình bộ đội ta đã triển khai sẵn, nên từ trung đoàn trưởng đến các đơn vị chiến đấu, cũng như thông tin vận tải nuôi quân của ta đều đánh địch. Chỉ riêng một tổ thông tin hữu tuyến ba chiến sĩ của đại đội thông tin 18 do Nguyễn Quang Đồng chỉ huy đã dũng cảm chiến đấu tiêu diệt được 10 tên địch, bảo đảm được đường dây liên lạc chiến đấu. Toàn bộ chiến đoàn 45 ngụy bị tiêu diệt, loại khỏi vòng chiến đấu 695 tên, bắn rơi 8 máy bay. Một số địch chạy về Ngọc Bay cũng bị chốt của ta đánh diệt. Kết quả trận đánh thành công vì nhờ qua tin kỹ thuật ta hiểu được ý đồ hành động của địch, lập mưu đánh địch, kết hợp bộ đội dũng cảm chiến đấu mà giành thắng lợi nghiên cứu hiểu địch, nắm vững cung cách hành động của địch mà giành chủ động đánh bất ngờ là rất quan trọng. Trung đoàn 66 phối thuộc sư đoàn 316 tiêu diệt địch ở căn cứ 53. Trong mấy hôm làm dự bị chiến dịch ở Bắc thị xã Buôn Ma Thuột, Trung đoàn 66 có điều kiện chấn chỉnh đơn vị, rút kinh nghiệm những trận đánh vừa qua. Bộ đội rất háo hức lập công. Ngày 16 tháng 3, trung đoàn được lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch phối thuộc với Sư đoàn 316 tiêu diệt căn cứ hậu cứ trung đoàn 53 ở phía đông thị xã Buôn Ma Thuột, giáp sân bay Hòa Bình. 8 giờ sáng ngày 18 tháng 3 đã trở về đội hình Sư đoàn. Tôi liền gặp đồng chí Nguyễn Đình Kiệp, trung đoàn trưởng và đồng chí Nguyễn Trí Nguyên báo cáo về trận đánh đó. Đồng chí Nguyễn Đình Kiệp đã kể, khi đang ở vị trí đứng chân sẵn sàng cơ động, thì 3 giờ sáng ngày 16 tháng 3, Đồng chí sư đoàn phó quốc biên trực tiếp xuống phổ biến nhiệm vụ trung đoàn 66 phối thuộc cho sư đoàn 316 đánh diệt căn cứ 53 ở Đông Sơn bay Hòa Bình. Vì cụm cứ điểm này trung đoàn 149 đánh chưa dứt điểm được. Trong mệnh lệnh quy định ngày 16 tháng 3 phải đánh dứt điểm. Đồng chí quốc biên thấy thời gian quá gấp nên cùng bàn với trung đoàn cố gắng ngày 16 tháng 3 vào chiếm lĩnh để đánh. Tình hình thật khẩn trương, địch thì chưa rõ, theo quy định của chiến dịch sẽ có liên lạc của trung đoàn đặc công đến dẫn đường, nhưng chưa gặp trung đoàn liền bàn bạc cho bộ phận trinh sát chỉ huy đi trước do tôi nguyễn đình kiệt phụ trách còn chính ủy và trung đoàn phó tổ chức bộ đội thành hai khối bám theo may mắn dọc đường gặp được người dẫn đường và bộ phận xe tăng thiết giáp đang trên đường đến phối thuộc cho trung đoàn khi bộ phận trinh sát thực địa gặp được phái viên tham mưu của sư đoàn 316 thì cũng vừa lúc trung đoàn bám được mục tiêu địch lập phương án tại chỗ và cho liên lạc đón đơn vị đúng 17 giờ ngày 16 tháng 3 bộ phận mở cửa vận động lên dưới sự chi viện hỏa lực của chiến dịch và của sư đoàn 316. 17 giờ 30 phút, tiến hành mở cửa qua chướng ngại vật bằng mìn định hướng, đánh liên tục xong quả này thì lên đặt quả khác đánh giật, địch bắn xối xả. Bộ phận hỏa lực DKZ và B40, B41 của trung đoàn đi lên, dựa được vào tuyến công sự của bộ binh, bắn diệt được một số hỏa điểm địch. Trong đêm bộ đội tiếp tục vào chiếm lĩnh làm công sự, có thương vong một số nhưng đã mở xong cửa mở và tạo được hành lang cửa mở cho xe tăng thiết giáp. Theo kế hoạch của Sư đoàn 316, Trung đoàn phụ trách đánh từ hướng Đông Bắc và Bắc, còn Trung đoàn 149 đánh từ hướng Tây và Tây Nam. Đúng 5 giờ sáng trận tiến công bắt đầu, Trung đoàn phân công tiểu đoàn 9 đánh hướng Đông Bắc do Bạch Công Nghĩa tiểu đoàn trưởng và Phạm Trào chính trị viên chỉ huy. Trong đêm tiểu đoàn đã chiếm được một số công sự của địch ở vòng ngoài, đang phát triển thuận lợi vào bên trong tiểu đoàn 7 đảm nhiệm hướng chủ yếu ở hướng Bắc. Sau khi hỏa lực pháo binh bắn cấp tập, bộ đội lên bám được thành đất phát triển và trong thì bị hỏa lực ngầm trong công sự của địch ngăn chặn, tình thế trở nên khó khăn. Hai xe tăng lên húc mái tuyến lô cốt, rồi phải dừng lại dùng hỏa lực bắn. Trước tình hình đó, trung đoàn liền quyết định chuyển hướng chủ yếu sang tiểu đoàn 9, điều động hai xe tăng sang hướng này đến 7 giờ 30 phút tiểu đoàn 9 phối hợp với xe tăng phát triển đánh chiếm được trung tâm chỉ huy sở trung đoàn 53. Cùng lúc tiểu đoàn 7 và xe tăng dùng hỏa lực diệt được công sự hòa điểm ngầm của địch nằm giữa khu A và B. Tiểu đoàn trưởng Bạch Công Nghĩa bị thương nặng, trung đoàn cử tham mưu phó Quỳnh xuống thay tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9. Đến 8 giờ 30 phút ta phát triển thuận lợi. Hai tiểu đoàn ta đã liên lạc trực tiếp được với nhau, phát triển chiếm luôn khu C đơn vị bạn đánh từ hướng Tây cũng phát triển thuận lợi nhưng vướng phải hàng rào phân khu, phải khắc phục mãi mới vào được khu B. Đến 9 giờ đơn vị ta và đơn vị bạn gặp nhau. Kết thúc trận đánh diệt căn cứ trung đoàn 53. Địch bị loại khỏi vòng chiến đấu 750 tên. Bị ta bắt 106 tên. Thu hai pháo 105 ly. một xe M113. 50 máy vô tuyến điện. Có hai đài 15 w Và nhiều kho tàng. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyện kể thêm trong tình huống nhận nhiệm vụ khẩn trương vì trên ra lệnh ngày 16 phải đánh dứt điểm. Đây là trận chiến đấu ra lệnh phải đánh ngay, lúc địch bố trí phòng ngự trong công sự vững chắc, do đó thương vong ta quá cao. Ngoài 10 cán bộ và chiến sĩ của tiểu đoàn cao xạ và của xe tăng, thì trung đoàn 66 hy sinh 23 đồng chí, bị thương 106 đồng chí, trong đó có một tiểu đoàn trưởng và sáu cán bộ đại đội. Tôi hỏi lại, quá trình nhận mệnh lệnh thế nào? Đồng chí kịp kể lại trong mệnh lệnh chiến dịch ghi lúc 12 giờ ngày 15 tháng 3 yêu cầu trung đoàn đến 6 giờ sáng 16 tháng 3 phải đánh dứt điểm ngay. Sư đoàn thấy khó khăn, nên 15 giờ ngày 16 tháng 3 mới đánh và thực tế đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng 3 mới dứt điểm được. Nghe qua trận đánh tôi có nhiều băn khoăn, đánh địch trong công sự vững chắc mà buộc phải tiến công theo kiểu hành tiến. Bất đắc dĩ quá, chẳng khác gì năm 1972 Trung đoàn 66 do đồng chí Phùng Bá Thường Trung đoàn trưởng chỉ huy đã hoàn thành xuất sắc trận đánh diệt sư đoàn 22, thiếu, ở Tân Cạnh. Liền sau đó có lệnh phải trong ngày 9 tháng 5 năm 1972 đánh dứt điểm ngay cụm cứ điểm biến hết Play cần, Kết quả bị thất bại để lại thương binh và một xe tăng hỏng nằm trong cứ điểm địch. Tình thế có bắt buộc đánh một cách bức bách đến thế không? Tôi nói luôn, đơn vị các anh thật xứng đáng là chủ công của sư đoàn. Các anh cần rút kinh nghiệm kỹ trận đánh này. Nhớ rằng ở đâu có khó khăn là trung đoàn phải có mặt ở đấy. Như thế là, ngoài trung đoàn 45 cùng chỉ huy phía trước của sư đoàn 23 và trung đoàn 44 đã bị tiêu diệt ở khu vực Phước An, Trư Cúc, trung đoàn 53 thiếu, lại bị tiêu diệt trong trận đánh của trung đoàn 66 phối hợp với đơn vị bạn, riêng một tiểu đoàn của trung đoàn 53 bị tiêu diệt ở Đức Lập. Do đó có thể nói, ta đã xóa sổ toàn sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân 21, lực lượng cơ động chính của quân ngụy ở chiến trường Tây Nguyên. Giữa lúc vui mừng chiến thắng, đêm 18 tháng 3 năm 1975 sư đoàn nhận được quả Tết của Đại tướng Văn Tiến Dũng do hậu cần mặt trận đưa xuống. Đồng thời, Đại tướng Điện khen ngợi sư đoàn 10 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã tiêu diệt được lực lượng sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân 21 và đánh giá đây là một trận then chốt của chiến dịch. Tiếp theo trận then chốt quyết định đánh chiến thi xã Buôn Ma Thuột. Từ Phước An đến Chư Cúc, tù binh địch mà ta bắt được nhiều. Để rõ hơn tình trạng quân ngụy Sài Gòn, tôi trực tiếp xuống gặp bộ phận quản tù binh thấy chúng đủ các hạng người, đồng bằng cũng có, mà miền núi cũng nhiều. Chúng đều kể rằng, khi lên máy bay đến lúc đổ quân xuống, chúng đều không hiểu đi đâu và làm gì. Tin tức buôn ma thuột bị đánh chiếm, chúng không hề biết. Chỉ thấy bọn chỉ huy thúc giục lên đánh Việt Cộng. Lý do bị bắt chúng cũng kể rất giản đơn. Hầu như chúng đều nói tới hai ý. Một là, khi bọn chỉ huy thúc giục vào đánh, bị quân giải phóng đánh trả mạnh quá, đành phải bỏ chạy. Hai là, Lúc giáp chiến gặp phải xe tăng, thiết giáp chúng rất hoảng hốt, mất hết tinh thần chiến đấu, nên tan rã. Địch thú nhận, chạy vào rừng, chúng em, quân ngụy, khi nghe các anh đi qua, liền tự ra để các anh bắt. Toán khác lại nói, chúng em sợ các anh bắn giết, nên ẩn nấp trong rừng theo dõi, đến lúc nghe các anh hô tù binh ở đầu, phải ra ngay, chúng ta không giết chết đâu mà sợ, chúng em lập tức nói to tù binh đây. Thế là các anh bảo, cứ ra ngay sẽ được sống chúng em mới dám ra. Khi trở về, tôi trao đổi việc hỏi chuyện tù binh với Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Liền sau đó, trong cuộc họp thường vụ Đảng ủy Sư đoàn để bàn nhiệm vụ tiếp theo của Sư đoàn đã bàn bạc về vấn đề giải quyết tù binh và trở thành chuyện tranh luận khá gay gắt, vì tù binh bắt được ước chừng 2 ba nghìn tên. Thông thường áp giải một trung đội tù binh, phải có từ 2 đến 3 chiến sĩ kèm theo. Lúc này chạm nhận tù binh của mặt trận lại quá xa, xe chiếm được không có người sử dụng mà giải tù binh đi bộ thì phải rút quân số chiến đấu. Họp bàn cách giải quyết thì đồng chí Lưu Quý Ngữ nói, không có cách nào khác, việc áp giải tù binh cũng quan trọng. Nếu thả chúng ra thì chẳng khác chuyện xưa, địch sẽ bắt lính vào đánh ta. Ta sẽ có tội với dân, với nước. Đồng chí Lã Ngọc Châu, bí thư đảng ủy thì cho rằng, một mặt sư đoàn đang cần quân tập trung sức mạnh lên phía trước. Nếu cứ giải tù binh như vậy còn đâu mà làm nhiệm vụ, mặt khác ở thời điểm này, Giai đoạn chiến lược này quân Ngụy khó có thể bắt lính để đánh lại ta như trước, do đó ta cần giáo dục thuyết phục tù binh, rồi cho họ trở về với vợ con. Xin chỉ thị trên ta chỉ sàng lọc giữ lại số sĩ quan giải về phía sau mà thôi." Qua nghe tranh luận, tôi thấy nên theo hướng như đồng chí Châu nêu ra, chúng tôi liền phân tích kỹ với nhau, cuối cùng đều thống nhất và báo cáo lên bộ tư lệnh chiến dịch, được trên đồng ý cho thả tù binh tại chỗ đúng như ý kiến của đồng chí Lã Ngọc Châu. Đến thời điểm này, ba trung đoàn đã tập trung đủ mặt trong đội hình sư đoàn, lại được cấp trên tăng cường cho đại đội xe tăng, trung đoàn cao xạ phòng 0234, pháo binh và trung đoàn, thiếu, công binh 7 để đánh các trận tiếp theo. Lòng tôi vừa phấn khởi vừa tin tưởng háo hức, sẽ được có trận đánh tập trung cả sư đoàn. Nhìn lại trung đoàn 28 từ trận đánh cứ điểm núi lửa ở Đức Lập, đến trận tiêu diệt trung đoàn 44 của sư đoàn 23 Ngụy ở Chư Cúc, Trung đoàn 24 từ trận đánh thọc sâu vào chỉ huy sở sư đoàn 23 ngụy ở thị xã Buôn Ma Thuột đến trận tiêu diệt trung đoàn 45 ngụy ở Phước An. Trung đoàn 66 từ trận đánh diệt căn cứ chỉ huy sư đoàn 23 ở Đức Lập đến trận tiêu diệt căn cứ trung đoàn 53 ở cạnh sân bay Hòa Bình. Tôi cảm thấy, đến lúc này khó phân biệt được trung đoàn nào đánh giỏi hơn trung đoàn nào. Thành công của việc xây dựng, củng cố và huấn luyện của sư đoàn đã thể hiện rất rõ đội ngũ cán bộ phân đội, trung đội, tiểu đội, cùng các chủ trì chỉ huy các cấp từ đại đội tiểu đoàn đến trung đoàn đều tỏ rõ khả năng khá xuất sắc trong việc chỉ huy đơn vị vừa dũng cảm chiến đấu vừa biết xử trí linh hoạt các tình huống những vấn đề về kỹ thuật khắc phục chướng ngại vật bắn ứng dụng các loại vũ khí chiếm lĩnh làm công sự chiến đấu đều được bộ đội vận dụng thành thạo cơ quan hậu cần kỹ thuật của các cấp đã làm tốt trách nhiệm liên tục bám theo đơn vị bám theo đội hình để tiếp tế tải thương cơ quan tham mưu chính trị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ theo dõi tình hình tác chiến giải quyết kịp thời các yêu cầu đòi hỏi cho chiến đấu tất cả đều cho tôi thấy một sự hứa hẹn to lớn đầy triển vọng đảm bảo cho sư đoàn đánh tập trung giành thắng lợi to lớn qua chiếc đài nhỏ mang theo tôi được biết tình hình đất nước đang biến động to lớn các chiến trường miền nam đang giáo diết tiến công phối hợp với chiến trường tây nguyên sau này tôi còn được biết chính ngày 18 tháng 3 năm 1975 là ngày Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã hạ quyết tâm kiên quyết giải phóng miền Nam trong năm 1975. Qua bộ tham mưu chiến dịch lại cho chúng tôi biết Trung đoàn 95B sau những ngày ổn định được tình hình thị xã Buôn Ma Thuật đã có lệnh truyền thuộc Sư đoàn 320A. Sư đoàn 320A đang đánh tiêu diệt lực lượng địch rút chạy khỏi Con Tum và Pleiku, theo đường 7B Pleiku đi treo reo phú bổn. Không khí ở treo reo đang ngạt thở, vì xe cổ và người chật ních khi bị tiểu đoàn 9 sư đoàn 320B chặn đứng tại phía đông treo rèo. 11 giờ ngày 18 tháng 3 trận đánh của sư đoàn 320B vào treo rèo, địch phải bỏ hết trang bị nặng để chạy. Các đơn vị bạn đang truy kích tiếp. Cùng ngày 18 tháng 3, sư đoàn 968 cùng địa phương đang tiến quân vào giải phóng thị xã Con Tum. Trung đoàn 95A đang từ đường 19 vào giải phóng thị xã Pleiku. Sư đoàn 3 quân khu 5 vào giải phóng An Khê. Trung đoàn 271 và giải phóng Quảng Đức, Kiến Đức, Gia Nghĩa, tất cả đều mở ra một thời kỳ suy sụp mới của quân Ngụy trên toàn miền Nam. Với chiến thắng Tây Nguyên, từ trận đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột, đánh diệt lực lượng phản đột kích, tiêu diệt quân địch rút chạy, thắng lợi của ta đã vượt hẳn kế hoạch dự kiến ban đầu. Đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng sau này đã nói về đại thắng mùa xuân 1975, thắng lợi Tây Nguyên đã đánh dấu một bước suy sụp của Mỹ Ngụy một bước ngoặt trong quá trình phát triển của cục diện quân sự và chính trị ở miền Nam. Với chiến thắng Tây Nguyên, cuộc chiến tranh cách mạng đã bước sang một giai đoạn mới từ tiến công có ý nghĩa chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. Tôi suy nghĩ, nghệ thuật chiến dịch của ta đã thể hiện danh chủ động, đánh bất ngờ không chỉ ngày đầu, trận đầu mà là cả quá trình. Từ chủ động bất ngờ một trận đánh vào Buôn Ma Thuột, đi tới chủ động và bất ngờ cả một chiến dịch, đạt tới danh chủ động và bất ngờ cả về chiến lược đưa chiến tranh sang một bước mới, một ngày bằng 20 năm và kết quả của 20 năm mà có, hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ đầy sức sống mãnh liệt nhất trong lịch sử đất nước. Trong quá trình chiến đấu có phát triển, từng trận đánh có giành thắng lợi thì chiến dịch mới phát triển được. Qua đó chứng minh rất rõ lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã trưởng thành lên một bước mới về tác chiến hiệp đồng binh chủng, đánh thắng cả địch ở trong công sự và ngoài công sự, đánh chuẩn bị trước hay không được chuẩn bị trước đều đánh thắng một cách rất tích cực chủ động và sáng tạo linh hoạt. Đúng như đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, mệnh lệnh của người chỉ huy dù chính xác tới đâu cũng trở thành vô nghĩa nếu không được những người cầm súng trên chiến trường thực hiện một cách chủ động và sáng tạo một. Thắng lợi Tây Nguyên đã khẳng định đúng vậy. Tôi hồi tưởng lại những năm tháng đầy hy sinh và gian khổ của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Sau những đòn liên tiếp và dữ dội năm 1968, lầu năm góc đã phải rút ra kết luận cay đắng dù có thêm quân và vũ khí vào miền Nam cũng không sao cứu vãn nổi tình thế. Từ chiến lược tìm diệt, quân Mỹ đã phải thực hiện chiến lược quét và giữ vào Việt Nam hóa chiến tranh. Trên khắp ba tỉnh Tây Nguyên, Mỹ ngụy mở hàng trăm cuộc hành quân bình định xúc tát nhân dân ở buôn, làng, nương rẫy đưa vào các khu dồn ấp chiến lược. Để tăng cường phòng thủ địch đã thay đổi cách bố trí. Các lớp rào kém gai càng dày đặc, lô cốt, tròi canh mọc lên, đèn pha mìn sáng cùng các loại hỏa lực càng nhiều hơn để đối phó với chiến lược chiến tranh mới của địch lực lượng ba thứ quân của ta lúc đó đã phối hợp nhịp nhàng vận dụng sáng tạo ra nhiều lối đánh đánh nhỏ lẻ thường xuyên kết hợp với đánh vừa và đánh lớn kết hợp giữa xung lực và hỏa lực vừa diệt xe cơ giới và bộ binh địch đi càn quét giải tỏa vừa đánh sập cầu cống ống dẫn dầu vừa băm nát giao thông địch vừa luồn sâu tập kích vào thị xã quận lỵ hầu như ở tây nguyên chưa bao giờ cuộc chiến đấu rộng khắp cả trên mặt trận giao thông lại diễn ra liên tục và sôi động như thế. Cả ba thứ quân đều xông ra mặt đường, phá xe, phá cầu đánh cắt giao thông. Chủ lực đánh xe trên các trục đường, bộ đội địa phương tỉnh, huyện và dân quân du kích thì đánh diệt các xe lẻ, xe chốt trên các con đường 5, 7, 18 hoặc đánh diệt xe tăng, thiết giáp địch đi cản ngay tại bìa làng, ven dãy. Đồng bào các dân tộc, không phân biệt già trẻ, trai gái đều ra mặt đường đào hào, chặt cây đáp ụ, dựng chiến lũy ngăn cản xe của giặc. Phong trào nữ dân quân đánh diệt xe cơ giới địch xuất hiện ở huyện 4, Gia Lai. Với lá cờ đầu là dư mái, sau đánh 14 trận, cùng lúc đặt danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới Mỹ và dũng sĩ diệt Mỹ. Dân quân du kích cùng bộ đội địa phương ba tỉnh đều đã phát huy được ưu thế và sở trường của mình, đánh nhỏ lẻ, đánh khắp nơi, đánh địch trên mọi loại địa hình, thời tiết, gai mìn, bắn tỉa đã buộc quân địch phải phân tán đối phó tạo thuận lợi cho bộ đội chủ lực tập trung đánh các trận lớn và diệt các đoàn xe lớn của địch. Trận tập kích căn cứ hậu cần sư đoàn 4 Mỹ ở Cotipero của tiểu đoàn đặc công 408 Gia Lai làm tôi nhớ mãi. Chỉ trong vòng 25 phút, đơn vị đã phá hủy được 133 xe quân sự của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 72 tên Mỹ, phá sập 14 nhà và lô cốt của địch. Trong trận đó bà con huyện 4, Gia Lai đã bố trí che giấu cho bộ đội trà trộn vào trong dân giả dạ làm người đi dẫy để vượt qua đường giao thông và các chốt của địch, luồn sâu vào mà đánh. Đồng bào lại đón sẵn trên đường rút quân để khiêng thương binh về căn cứ. Không có gạo đồng bào mài ngô non nấu cháo để nuôi dưỡng anh em. Huyện Năm, Gia Lai, đã giấy lên phong trào lấy bom bi, đạn lép của pháo binh địch để làm mìn diệt xe địch. Xã đội Phó Siêu, Dông đã tạo được gần 100 quả mìn các loại và hướng dẫn dân quân khắp vùng học tập, làm lan phong trào đó khắp Tây Nguyên. Để giữ được mạch máu giao thông, địch đã phải dùng bom Napalm, hóa chất độc, đánh phá khắp núi rừng, chúng huy động cả máy cày, máy xúc hủy diệt, cày xới suốt hai bên trục đường rộng hàng cây số để không cho quân ta ẩn nấp đánh chúng. Đồn bốt, trận địa pháo chốt di động, cụm xe tăng mọc lên, dây đặc cả trên dọc hai bên đường. Thế mà chúng vẫn bị đánh tơi tả. Các con đường chiến lược 14 và 19 trở thành con đường máu khủng khiếp đối với Mỹ Ngụy nhiều điển hình gương chiến đấu đã xuất hiện như tổ du kích y lai con tum diệt cả top 4 xe địch trên đường 14. chiến sĩ trịnh đức trà gia lai trong vòng 9 tháng diệt 26 xe các loại và 51 tên địch. Cuộc đấu tranh giành giật giữa ta và địch rất dai dẳng quyết liệt. Địch muốn đánh bật lực lượng ta ra khỏi địa bàn sung yếu. Chúng vừa mở hàng trăm cuộc hành quân và tiến hành bình định giáo giết, đi xúc tát dân đưa vào các khu dồn ấp chiến lược. Chúng vừa lừa bịp, vừa cho quân ngụy sụp vào các làng, vây chặt bốn phía rồi cho máy bay lên thẳng đổ xuống bắt từng người dân trở đi chúng vừa đốt nhà cướp bóc phá nông cụ bắt châu bò dùng xe thiết giáp càn phá hoa màu để cho đồng bào không còn chỗ dựa trở về làng cũ nhận rõ vị trí chiến lược quan trọng vùng nông thôn ta đã phải phát động quần chúng đầy mạnh chiến tranh du kích bảo vệ dân giữ đất làm chủ nông thôn mở rộng bàn đạp vùng phụ cận và xung quanh thị xã quận lỵ tiến công nổi dậy bằng hai chân ba mũi các đơn vị chủ lực bám địa bàn tại chỗ quan hệ chặt chẽ với địa phương có trách nhiệm giúp địa phương về mọi mặt huấn luyện quân sự xây dựng chính trị tư tưởng xây dựng cơ sở cùng nhân dân phá ấp diệt kẹt kết hợp với các đội công tác do các đơn vị phái ra đồng bào các buôn làng cả ba tỉnh liên tiếp nổi dậy diệt ác ôn tề điệp phá bỏ mọi hình thức kìm kẹp phá bung khu dồn ấp chiến lược trở về làng cũ địch kéo đến bao vây, xúc tát, dân lại bung ra. Nhiều nơi đã tự tay dân châm lửa đốt trụi buôn làng rồi kéo nhau vào rừng làm nhà, phát giấy sống với du kích. Cuộc sống của đồng bào rất cơ cực nhưng vẫn luôn tin ở cách mạng và ra sức đóng góp công sức của mình để dành cho được độc lập tự do. Không có gạo thì đào củ mài để nấu ăn, không có áo quần thì lấy các túi cát của địch bỏ lại làm quần áo, cán bộ, chiến sĩ ta đã phải chia sẻ cùng đồng bào từng hạt muối, lon gạo và tấm áo quần lửa thử vàng gian nan luyện trí anh hùng cán bộ chiến sĩ tây nguyên càng đoàn kết thương yêu đồng bào càng gắn bó với chiến trường gian khổ và rất đối tự hào chỉ khẩu súng ak trên vai đôi dép lốt dưới chân tấm vải nhựa và con dao bên mình cùng ít lon gạo mang theo người chiến sĩ tây nguyên đã có thể lên đường công tác và chiến đấu hết gạo thì tìm củ chuối rau rừng củ rừng để ăn cuộc sống vẫn thấy ung dung giữa trận địa vẫn làm thơ viết bích báo, sáng tác văn thơ, tâm hồn vẫn hướng về một ngày mai tươi sáng. Nguyện vọng vì ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên là mục tiêu chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Tây Nguyên. Tin tưởng Tây Nguyên sẽ cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đất nước nhất định sẽ lên chủ nghĩa xã hội. Những ngày Tây Nguyên bước vào mùa mưa, mưa tầm tã, bầu trời dày đặc mây mù, một không khí đau buồn, trầm lặng chùm lên khắp núi rừng vì một tin đau đớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời quả tim cha già dân tộc đã ngừng đập. Mọi cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân Tây Nguyên không nén nổi tiếng khóc, nước mắt đầy tròng, vây quanh ảnh bác, nghẹn ngào lắng nghe ri chúc thiêng liêng của bác trong lễ truy điệu trọng thể đối với người. Rất đối ân hận vì tự thấy mình chưa làm chọn nhiệm vụ quét sạch quân thù để đón bác vào thăm Tây Nguyên. Biến đau thương thành sức mạnh tiến công tiêu diệt địch để đền ơn bác. Chiến sĩ Tây Nguyên cùng đồng bào vượt qua mọi thử thách gian nan, tiến công dồn dập địch trên các chiến trường. Sáng ngày 29 tháng 10 ta bắt đầu nổ súng đánh chiếm căn cứ Kate trên cao điểm 936 Phước An, mở màn cho đợt tiến công trên toàn tuyến phòng thủ của địch xuất từ Bù Pơ Răng đến Đức Lập. Bằng chiến thuật vây lấn theo kinh nghiệm của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa đánh Pháp, sau 4 ngày tiến công ta đã tiêu diệt và làm tan giá căn cứ bộ pháo của địch ở Kate chiếm hoàn toàn trận địa địch. Sau đó đánh bại trung đoàn 53 và trung đoàn 47 đi giải tỏa. Riêng trận đánh Kate trong công sự vững chắc ta đã tiêu diệt 200 tên, trong đó có 70 tên Mỹ, bắn rơi 14 máy bay thu 4 pháo 105 ly và 2 pháo 155 ly cùng hàng chục tấn đạn. Hòa nhịp với tiếng súng bu răng, Đức Lập, ta đã tiến công địch ở thị xã Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, quận lị Đắc Tô, Đắc Phép, Buôn Hồ, Quảng Nhiên và hàng trăm căn cứ đồn bốt, nơi đóng quân giá ngoại của địch trên khắp ba tỉnh có nhiều trận đạt hiệu suất chiến đấu cao như trận tập kích khu kho 40, 41 trong thị xã Con Tum, trận tập kích bộ pháo của địch ở ngã Ba Mỹ Thạch, Gia Lai, trận tiến công sân bay và khu sĩ quan Mỹ ở Tân Tạo. Ngày 6 tháng 12 ta bắn rơi chiếc máy bay lên thẳng ở Tây Nam đồn Rông, Gia Lai, giết chết tên đại tá Nguyễn Bá Liên tư lệnh biệt khu 24, cùng một đại tá cố vấn Mỹ và nhiều sĩ quan tùy tùng của chúng. Đồng bào ba tỉnh lại tiếp tục nổi dậy đánh phá âm mưu bình định của địch giành quyền làm chủ. Đêm 14 và 15 tháng 11 đồng bào Đắk Lắc sôi nổi nhất để xuống đường truy lùng tề điệp, diệt ác ôn, tước vũ khí và giải tán các đội phòng vệ dân sự của địch. Trên đường 14 đã giải phóng được 13 buôn, với khoảng 3.000 dân. Các huyện ở Gia Lai đã đưa được 4.000 dân ở 18 làng lên làm chủ, phá được khu dồn của địch. Chiến thắng Bù Pơ Răng, Đức Lập kết thúc một năm phấn đấu đầy gian khổ và thử thách. Như vậy là chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ được bắt đầu tiến hành đầu năm 1969. Lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên không những đã đánh bại quân Ngụy Gia quân thí điểm ở chữ Pa tháng 1 năm 1969, mà còn đánh bại sư đoàn 4 Mỹ tung quân ra ứng cứu. Ta tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, đánh thiệt hại liên đoàn biệt động quân số 2 và trung đoàn 42, làm cho Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ thất bại ngay từ trong trứng. Kết thúc trận cuối cùng quân Mỹ ra quân ở Tây Nguyên là chiến thắng ở khu vực Ca Leng con tum của ta tháng 2 năm 1969. Ta đã tiêu diệt và đánh thiệt hại 22 đại đội Mỹ ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu 2.500 tên Mỹ, bắn rơi và phá hủy 80 máy bay, 50 xe quân sự và 30 pháo cối hạng nặng, thiêu hủy 12 kho xăng, đánh quỵ lữ 4 của Mỹ. Cả Tây Nguyên rừng rực khí thế gia quân và đã thực hiện trọn vẹn khẩu hiệu đánh cho sư 4 Mỹ đảo điên, đánh cho quân ngụy ở Tây Nguyên tơi bời. Tiếp theo ta mở chiến dịch Đắc Tô 2 tháng 5 năm 1969 ở Con Tung với lực lượng ba thứ quân phối hợp trên toàn chiến trường, buộc Mỹ, ngụy phải tung quân ra đối phó bằng cuộc hành quân dân quyền. Mỹ đã chi viện cho quân ngụy 631 lần trước máy bay B-52, 1935 lần trước máy bay chiến thuật, hơn 20.000 dặm tấn bom và 16.000 đạn đại bác. Với công thức bộ binh ngụy, hỏa lực Mỹ, hầu như toàn bộ quân chủ lực ngụy ở Tây Nguyên đã huy động vào chiến dịch này. Sau gần một tháng thì chiến dịch Đắc Tô hai kết thúc. Ta đập tan cuộc hành quân dân quyền của địch, diệt gọn và đánh quỵ 9 trong 12 tiểu đoàn tham chiến của địch, loại khỏi vòng chiến 4.135 tên, phá hủy 88 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 103 máy bay, bắt sống hàng trăm tù binh, thu nhiều vũ khí. Sau các đợt hoạt động chiến đấu liên tiếp ở Chư Pa, Kaleng và Tây Bắc Con Tum, giành thắng lợi to lớn, chiến trường Tây Nguyên cũng gặp những khó khăn rất lớn vì mùa mưa, nguồn dự trữ lương thực rất mỏng, hầu như số gạo còn lại cả chiến trường chỉ đủ nuôi sống bộ đội trong khoảng một tuần, buộc ta phải đưa một bộ phận lực lượng không trực tiếp chiến đấu về hậu phương lớn, khối chủ lực cơ động phải hành quân về phía Nam, nhờ vào gạo của chiến trường B2 để đánh địch. Đó là thời điểm bộ đội phải ăn sắn, thay cơm vì gạo không đủ để phát cho mỗi người hai lạng một ngày. Đồng bào các dân tộc cũng phải ăn sắn, ăn bo bo, củ rừng để dành gạo nuôi thương binh. Bộ tư lệnh mặt trận nhờ B2 chi viện gạo nhưng phải vận chuyển trên một tuyến dài 70 km trong những cơn mưa xối xả đã đành. Địch lại dùng B52 ngày đêm ném bom giải thảm chặn đường, không ít cán bộ và chiến sĩ bị thương vong. Ở thời điểm đó, chiến dịch Buperang, Đức lập đã nổ ra vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 1969, trong đó có trận đánh tiêu diệt căn cứ hỗn hợp biệt kích Mỹ, ngụy ở Kate như trên đã kể có thể nói năm 1969 là năm đạt kỷ lục cao nhất về tốc độ mở các chiến dịch, quân và dân Tây Nguyên đã diệt Mỹ, đánh ngụy suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Có thể nói năm 1969 cũng là năm Tây Nguyên đánh mạnh, đánh đau, đánh liên tục vào các cơ quan đầu não ngụy quân, ngụy quyền, kho tàng, sân bay và các đường giao thông chiến lược của địch, gây cho địch tổn thất nặng nề. Đó cũng là năm để lại trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ Tây Nguyên những ấn tượng không bao giờ quên được. Những tấm gương hy sinh quên mình của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Tây Nguyên vì thắng lợi chung với sức mạnh tiềm tàng của ý chí và nghị lực cách mạng. Bộ đội cùng gắn bó với dân, cùng chia sẻ thử thách hiểm nghèo với cán bộ các cấp lãnh đạo ở địa phương, sát cánh cùng nhau để khắc phục khó khăn tưởng chừng như không thể vượt nổi. Hồi tưởng lại những ấn tượng ấy, giờ đây chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đã toàn thắng, rõ ràng không tách rời được quá trình phát triển thế và lực của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, mà chính thắng lợi ấy là đỉnh cao của sự phát triển thế và lực đó đã tạo nên. Nó đã trở thành bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Kênh ký ức chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.